3, 2, 1, 0. Và sau đây là phần tin châu Á. CFO Mạnh Mãn Chu của tập đoàn Huawei đã kiện nhà bank HSBC lên tòa án tối cao tại Hồng Kông. CFO Mạnh Mãn Chu của tập đoàn Huawei đã gửi đơn kiện ngân hàng HSBC lên tòa án tối cao Hồng Kông vào ngày 25 tháng 2, liên quan đến vụ việc mà bà đã bị yêu cầu dẫn độ sang Mỹ. Theo South China Post, tòa án tối cao của Hồng Kông đã cho biết đã nhận được đơn kiện của bà Mạnh vào ngày 25 tháng 2. Thẩm phán Linda Chan Ching Fan sẽ xét xử về vụ việc của bà Mạnh vào ngày 12 tháng 3. Bà Mạnh Mãn Châu là giám đốc tài chính của CFO của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, đã bị chính quyền Canada bắt giữ vào tháng 12 năm 2018, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng giám đốc tài chính của Huawei đã đánh lừa, khai báo gian lận đối với ngân hàng HSBC về các giao dịch kinh doanh của tập đoàn Huawei với Iran trong một cuộc họp năm 2013. HSBC chính là ngân hàng đã cung cấp bằng chứng cho Bộ Tư pháp Mỹ để cơ quan này cáo buộc bà Mạnh đã vi phạm các quy định về cấm vận với Iran. Hiện nay thì bà Mạnh Vãn Chu vẫn chưa kiện tại Canada để không bị dẫn độ sang Mỹ. Đơn kiện vào ngày 25 tháng 2 nhằm đòi quyền truy cập vào các tài liệu nội bộ của HSBC, bao gồm các giấy tờ đánh giá hoạt động của Huawei và Skycomtech.com. Là công ty đã được đăng ký ở Hồng Kông mà Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc là công ty con của Huawei được tạo ra để nhằm qua mặt Mỹ để làm ăn với Iran. Thưa quý vị, và sau đây là phần tin Việt Nam. Bắt hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh lậu trốn vào miền Tây. Chiều ngày 26 tháng 2, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang truy tìm nghi can Vũ Văn Tĩnh, 32 tuổi, trú tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về việc đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam đi qua tỉnh Nghệ An. 7 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân đang đi trên chuyến xe đò từ Bắc vào Nam, thì bị tài xế xe đã báo cho cơ quan chính quyền bắt giữ đem đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm coronavirus. Cần Thơ đã liên tiếp phạt tiền Facebooker xúc phạm lãnh đạo đảng. Ông TVT, 39 tuổi, ở phường An Thới, quận Bình Thủy, đã bị thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và phòng PA03. Công an thành phố Cần Thơ đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức cá nhân trên mạng xã hội Facebook. Vào ngày 25 tháng 2, thì theo báo cáo giao thông, nhà chức trách cáo buộc rằng từ tháng 6 năm 2020 đến nay, thì cá nhân của ông Thi đã chia sẻ phát tán nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, chính trị, xã hội. Tuy vậy thì tờ báo không cho biết cụ thể nội dung các bài đăng cụ thể của ông Thi là gì và danh sách các vị lãnh đạo mà ông này đã xúc phạm. Theo báo giao thông thì ông Thi thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ông trình bày là do bản thân chưa nắm rõ quy định pháp luật về đăng thông tin trên mạng đã dẫn đến hành vi vi phạm. Đồng thời đã cam kết gỡ bài viết hồi đầu tháng này thì theo tờ Phụ Nữ Sài Gòn thì ông LQK là nhà báo đã từng là trưởng văn phòng đại diện của một cơ quan báo chí tại thành phố Cần Thơ cũng đã bị Sở Thông tin Truyền thông phạt 5 triệu đồng với cáo buộc tương tự. Tờ báo đăng ảnh chụp bài đăng của ông K trên trang cá nhân cho thấy là ông này đã kể chuyện lại rất bi hài tại bữa tiệc tất niên của trường Đại học Nam Cần Thơ, tức là một vị ủy viên thường vụ thành ủy và một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đứng dậy và ra về khi cầm bì thư ở trên tay, bỏ lại chủ tiệc ngỡ ngàng. Đến nay thì chính quyền Cần Thơ cũng như là nhiều tỉnh thành khác liên tiếp xử phạt người dân với cáo buộc là đưa thông tin xuyên tạc xúc phạm uy tín tổ chức cá nhân ở trên mạng xã hội Facebook. Tất cả các bản tin đều có chung một chi tiết là tại buổi làm việc với công an hoặc là thanh tra Sở Thông tin Truyền thông thì những Facebooker đã bị triệu tập đều thừa nhận là thông tin do mình đăng tải sai sự thật và xin chấp nhận hình phạt, cam kết không tái phạm mà không hề có sự hiện diện của luật sư.
chính quyền Cần Thơ được ghi nhận là không dung thứ với các Facebooker đưa thông tin phản biện trên mạng xã hội. Một trường hợp nổi bật đã được cộng đồng mạng biết đến là ông Trung Hoàng Trương, tức là Facebooker. Trương đã may mắn bị công an quận Ninh Kiều bắt giam hồi tháng Giêng năm 2020. Với cáo buộc là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, để viết nhiều bài, hình ảnh có nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi ích của tổ chức đảng, đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân, cán bộ, lãnh đạo của đảng, nhà nước. Thời điểm đó thì văn bản của công an cũng quy định ông Trương vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, ông Tất Thành Cang là một loạt các cựu quan chức của Sài Gòn sẽ hầu tòa và bị truy tố trong tháng 3 năm 2021. Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn sẽ mở lại phiên sơ xử thẩm phán về vụ án liên quan đến việc hoán đổi khu đất vàng 58 Cao Thắng vào ngày 15 tháng 3. Thông tin trên được truyền thông nhà nước Việt Nam loan vào ngày 26 tháng 2. Vụ án này liên quan đến tuyên bố Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn là Nguyễn Thành Tài, nữ đại gia là Dương Thị Bạch Diệp và một số cựu quan chức Văn phòng Ủy ban, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính tại Sài Gòn. Vụ án đã được nói lên liên quan đến những sai phạm hoán đổi nhà đất 58 Cao Thắng, lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng, quận 3, Sài Gòn, đã gây thiệt hại cho nhà nước là 186 tỷ đồng. Trước đó thì phiên tòa đã từng phải hoãn vì hai bị cáo Lê Văn Thanh và Đào Văn Kiệt là cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, cũng là bị cáo trong vụ xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ở Hà Nội cùng thời gian mà Tòa án Sài Gòn đã dự kiến mở phiên tòa vào ngày 18 tháng 1. Ông Nguyễn Thành Tài và các cấp dưới của ông đã hầu tòa trong vụ án sai phạm giao đất tại số là 812 Lê Duẩn, quận 1, và đã bị tòa án tuyên án là 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí. Bản án nay đã có kháng cáo và kháng nghị để chờ phúc thẩm. Cũng liên quan đến cựu quan chức của thành phố Sài Gòn, cùng ngày 26 tháng 2, thì Viện Kiểm sát Nhân dân có quyết định gia hạn thời hạn truy tố ông Tất Thành Cang, là cựu phó bí thư Thành ủy Sài Gòn và các bị can trong vụ tham ô và vi phạm quy định về quản lý tại công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn cho đến ngày 14 tháng 3. Trước đó, thì ngày 12 tháng 1, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố. Thưa quý vị, vừa rồi là những phần tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Huyền Trâm xin cảm ơn sự theo dõi vừa rồi của quý vị và xin chúc cho quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe và làm việc thật vui. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.